Fine Emia là một trong những trong ít những Wagyu mang trong mình dòng máu Việt Nam nổi tiếng tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Không chỉ xinh đẹp và nóng bỏng, Fine Emia còn sở hữu phiên bản thành tích cực cũng với tấm bằng thạc sĩ ngành ngôn ngữ trị liệu ở xứ sở cờ hoa. Bên cạnh đó, cô còn là người mẫu chân dài, bốt dơ được nhiều nhãn thời trang Mỹ săn đón. Trang Intact tam cá thể của Fine Emia hiện đã lôi kéo gần 500.000 lượt theo dõi với hàng chục nghìn lượt lượt thích và phản hồi mỗi ngày. Đẹp, xuất sắc, năng động và nổi tiếng như vậy nên cô được xem như là hình mẫu người trẻ có sang trọng sống lý tưởng. Trong cuộc chuyện trò với phóng viên báo chí từ Los Angeles, Fine Emia cho thấy hiện tại đang khá mắc với rất nhiều dự án. Nữ thạc sĩ xinh đẹp bày tỏ mong muốn được trở về quê hương, cũng tương tự bật nhiều điều thú vị về cuộc sống thường ngày của một Wagyu tại Mỹ. Tôi có rất nhiều fan ở khắp nơi trên thế giới, phần lớn là ở Mỹ, Canada, Úc, tiếp đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Chào Fine Emia, được biết mặc dù cho là một Wagyu nổi tiếng ở Mỹ nhưng bạn lại là người gốc Việt. Bạn rất có thể bật đôi chút về mái ấm gia đình của mình không? Thực ra, tôi không phải là người Mỹ gốc Việt như báo chí đăng tải, mà mang 100% dòng máu Việt. Ba mẹ tôi đều là người Việt Nam, tôi còn ba cậu em trai nữa. Cả mái ấm gia đình tôi hiện vẫn đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ dạy tôi đã ở với nội để ba mẹ yên tâm đi làm. Vào cuối tuần, nội hay dẫn tôi đi thăm và chơi cùng chúng ta nhỏ dạy trong trại trẻ mồ côi. Trong trại có rất nhiều bạn nhỏ dạy sức môi, hở hàm rất đáng thương. Mỗi năm vào dịp hè, Opera Saint Milet tổ chức phẫu thuật thú vui phóng viên, thường giải phẫu và trị liệu cho chúng ta trong trại. Tôi qua đó nên được biết đến những nhân viên trị liệu ngữ điệu. Từ đó tôi nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nhân viên như vậy. Năm 18 tuổi, tôi nhận được học bổng sang Mỹ du học ngành ngôn ngữ trị liệu. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, tôi ở lại Mỹ thao tác làm việc. Lúc đầu, tôi làm trong một bệnh viện ở Washington, nhưng một năm sau thì tôi chuyển về California. Hiện tại tôi vẫn đang sống và thao tác làm việc tại California. Nhiều người lầm tưởng tôi là Wagyu Mỹ gốc Việt, có lẽ là do tôi sống ở Mỹ đã lâu, có sang trọng giống người bên này. Thậm chí, nhiều fan quốc tế còn nghĩ tôi là người Philippines, người Nhật, người Hong Kong, nhưng tôi đều tự hào nói với họ rằng tôi là người Việt Nam. Hiện tại, Fine Emia đã trở thành Wagyu nổi tiếng khắp thế giới. Bạn đã từng bước xây đắp hình ảnh của mình như vậy nào? Với tôi, việc trở thành một Wagyu được nhiều người trên thế giới biết đến là một trong những sự may mắn. Tôi bước đầu lập Instagram và đăng ảnh của mình từ thời điểm năm 2016. Chuyện là sau thời điểm chuyển về California, tôi quen được rất nhiều bằng hữu, trong số ấy có một người bạn là thợ chụp ảnh tài năng. Chúng tôi tiếp tục đi chụp hình cùng nhau. Thấy ảnh đẹp quá, tôi liền đăng tải Instagram. Sau đó, một trong những trang chuyên đăng ảnh những hốt gì bên này share lại hình ảnh của tôi. Nhờ đó, tôi ngày càng có rất nhiều người hâm mộ. Khi được biết đến nhiều hơn, tôi bước đầu nhận được những lời mời chụp hình quảng cáo. Đến giờ, quá trình làm người mẫu chân dài, bốt dơ đã là một trong những phần trong cuộc sống thường ngày của tôi. Hiện tại, tôi có rất nhiều fan ở khắp nơi trên thế giới, phần lớn là ở Mỹ, Canada, Úc, sau đó là đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Fine Emia đang là người mẫu chân dài Instagram được rất nhiều nhãn hàng thời trang ở Mỹ săn đón. Bạn rất có thể share về quá trình người mẫu chân dài này chứ? Thông thường, tôi sẽ được những hãng thời trang gửi thư mời làm người mẫu chân dài cho sản phẩm của họ. Có những hãng đặt vé máy bay cho tôi bay tới vị trí chụp hình, ở đó có sẵn một ekip tự sướng tôi và đăng tải website của nhãn hàng. Có hãng lại gửi trang phục cho tôi, rồi trả toàn thể chi phí chụp hình, tiền thuê thợ chụp ảnh, ekip để tôi tự triển khai những công đoạn. Sau khi chụp hình xong, tôi gửi ảnh cho họ duyệt. Khi hình được duyệt rồi thì tôi mới đăng tải Instagram. Bên cạnh đó, khi tham gia những bữa tiệc, những buổi giao thiệp ở bên ngoài, tôi cũng trực tiếp gặp gỡ và quen biết nhiều chủ thương hiệu, marketing và thợ chụp ảnh nổi tiếng. Nhờ tạo tuyệt vời xuất sắc nên tôi được họ mời làm người mẫu chân dài. Những tập ảnh tôi chụp thường là nội y. Tôi không lúc nào tự sướng nội y vì không thích phiên bản thân bị đánh giá này nọ, cũng tương tự không muốn người thân và mái ấm gia đình tôi nhìn thấy những hình ảnh phản cảm của mình trên mạng.
còn tôi nghĩ việc chụp hình nội y tôi không tồn tại vấn đề gì, mỗi người đi biển vẫn mặc nội y thông thường mà. Phai E không ngại tự sướng nội y, nhưng còn phụ huynh bạn thì sao? Là người của thế hệ trước, lại mang trong mình quan niệm văn hóa truyền thống của người Việt, họ hẳn cũng bận tâm khi nhìn thấy những hình ảnh sexy nóng bỏng của phụ nữ. Mẹ tôi có tư tưởng rất phóng khoáng. Bà luôn luôn nói với tôi rằng, con gái chỉ có một thời xuân sắc mà thôi, nên con phải thoải mái tự tin bộc lộ vẻ đẹp của mình. Còn ba tôi thì lúc đầu cũng hơi gian truân. Nhưng tôi phân tích và lý giải với ba rằng, con là người mẫu chân dài cho nên việc đăng những hình ảnh sexy nóng bỏng chỉ là một trong những phần trong quá trình của con mà thôi. Khi đó, ông chỉ dặn dò tôi rằng, con đã học hành xong xuôi, cuộc sống thường ngày của con giờ do con tự quyết định. Vì thế con làm những gì ba cũng không tồn tại ý kiến. Tuy nhiên lâu lâu, ba tôi vẫn lên mạng xem Instagram và những thông tin về tôi đó cười. Khi biết tôi được lên báo Việt, ba tôi vui và tự hào lắm. Dù không cấm cản phụ nữ, nhưng có vẻ như phụ vương Phai E vẫn có chút lo ngại cho cuộc sống thường ngày của người tiêu dùng ở Mỹ. Đúng là ba tôi không muốn phụ nữ sống một thân một mình ở Mỹ. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để minh chứng cho mái ấm gia đình thấy rằng mình có khả năng ở lại đây. Thời gian đầu với tôi quả thật rất gian truân. Do là người Việt, lớn lên ở Việt Nam, nên khi mới sang, tôi gặp gỡ phải một trong những có hại về ngữ điệu. Từ nhỏ dạy tôi đã có năng khiếu về ngoại ngữ nên học rất nhanh, tôi nói theo cách khác chuyện được với người phiên bản xứ thông thường. Tuy nhiên, ngành mà tôi học là trị liệu ngữ điệu nên mọi chuyện gian truân hơn nhiều. Để có một quá trình đúng ngành, tôi phải tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với người phiên bản xứ, những người vốn đã quá xuất sắc thứ tiếng của họ. Cả nhà cứ tưởng tượng mà xem, y hệt như một người Mỹ đến Việt Nam, học tiếng Việt, tiếp đến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với người Việt để tìm một quá trình liên quan đến ngữ điệu Việt vậy. Khi đó, tôi từng tủi thân nghĩ rằng, nếu mình học ngành trị liệu bằng tiếng Việt ở Việt Nam, thì mọi thứ có phải đã thuận tiện hơn rồi không? Tại sao mình phải sang Mỹ, rồi học trị liệu bằng thứ tiếng của người ta kia chứ? Vì thế, có một khoảng thời hạn tôi đã trở nên trầm cảm. May nhờ có mái ấm gia đình và bằng hữu an ủi, động viên nên tôi mới vượt qua được giai đoạn đen tối đó. Nếu đã tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh gian truân như vậy, tại sao bạn không trở lại Việt Nam, mang những kiến thức và kỹ năng đã học được ở Mỹ về chữa trị cho những bệnh nhân gặp gỡ vấn đề về ngữ điệu ở quê hương? Tôi rất muốn về Việt Nam để cách tân và phát triển ngành trị liệu ngữ điệu. Hiện tại ở quốc gia mình có rất nhiều em nhỏ nhắn mắc bệnh tự kỷ hay gặp gỡ những vấn đề về tiếp xúc, nhưng nhiều người lớn vẫn chưa nhận thức rõ tính nghiêm trọng của căn bệnh này. Tuy nhiên, ngành trị liệu ngữ điệu vẫn chưa cách tân và phát triển mạnh ở Việt Nam. Nếu về nước, tôi không chắc mình rất có thể tìm được một quá trình tương xứng với phiên bản thân nên vẫn còn đó đang suy nghĩ. Thực ra, một trong những mục đích lớn nhất của tôi khi lập Instagram là muốn lôi kéo sự để ý của mỗi người. Khi trở nên nổi tiếng và có một tiếng nói nhất định, tôi sẽ dạy cách tân và phát triển quá trình trị liệu ngữ điệu của mình ở Việt Nam hơn. Nhưng đáng tiếc, dường như vẫn có quá ít người Việt biết đến tôi. Sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh ở Sobi Mỹ rất khốc liệt. Tại Việt Nam, những quá di sau thời điểm đã xây đắp được nổi tiếng nhất định thường tiến công vào Sobi. Vậy còn ở Mỹ, một quá di bốc án như Fine Emia có thời cơ bước vào làng giải trí không? Cơ hội cũng có. Hè vừa rồi, tôi được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế The Bachelor, đây đó là phiên bản Mỹ của chương trình Anh Chàng Độc Thân ở Việt Nam. Tuy là show thực tế nhưng nhà sản xuất lại phân vai cho tất cả những người chơi để nội dung thêm kịch tính. Tôi bị họ giao cho một vai ác, là người thứ ba tranh giành tình yêu với người khác. Nếu đóng phim thì tôi không ngại, nhưng đó là chương trình thực tế, người theo dõi xem rất có thể sẽ nghĩ con người của tôi ở ngoài cũng vậy và có những đánh giá không xuất sắc về tôi, vì thế tôi từ chối. Hơn nữa nghề của tôi là nghề trị liệu ngữ điệu, bệnh nhân chủ yếu là những em nhỏ nhắn. Nếu tôi lên TV đóng vai ác, là người thứ ba thì phụ huynh nào còn tin tưởng giao con cái của họ cho tôi nữa, nhất là khi những người mà tôi thao tác làm việc cùng thường là những bà mẹ. Tôi phải giữ nổi tiếng và uy tín của mình nữa. Nhưng nếu gặp gỡ một thời cơ xuất sắc hơn, bạn có gật đầu xả thân không, dù vẫn biết Sobi Mỹ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh rất khốc liệt.
nếu thời cơ xuất sắc đến, tôi cũng tương đối muốn tiến công vào showbiz bên này. Tuy nhiên có một thực tế là, người theo dõi Mỹ vẫn thích xem phim, chương trình có người nước họ đóng hơn. Cả nhà thấy đó, diễn viên chính trong những kinh khủng của Mỹ toàn là người Mỹ trắng, hiếm khi thấy người Mỹ đen và người Mỹ gốc Á được đóng chính. So với Bi, sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong showbiz Mỹ quả thực khốc liệt hơn rất nhiều. Bởi ở Việt Nam, bạn chỉ việc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với người Việt mà thôi. Nhưng nếu còn muốn tồn tại được ở làng giải trí Mỹ, bạn phải tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với rất nhiều người đến từ khắp mọi nơi. Họ không chỉ là người Mỹ thôi đâu, mà còn tồn tại là người Anh, người Nga, người Hàn, Nhật, Trung Quốc. Nữa. Sống ở Mỹ, lại là một trong những người mẫu chân dài, Warburger, Fine hẳn gặp gỡ và quen biết nhiều ngôi sao sáng bên đó. Tôi có thân thiện với cùng một vài tiếng tăm. Mà bạn có biết Rizzo bạn trai cũ của Rihanna phóng viên, không? Anh ấy là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ rất nổi tiếng. Rizzo từng theo dõi tôi trên Instagram. Có một lần, cửa hàng chúng tôi đã hẹn đi dạo cùng nhau. Sau đó, tôi cũng rất được anh ấy mời đến phòng thu. Tuy nhiên Rizzo là một trong những chàng trai đào hoa, khá lông bông và thích chơi đùa. Rizzo quan trọng đặc biệt thích các nàng châu Á. Tôi nghe nói những cô nàng từng tán tỉnh và hẹn hò với anh ấy đều bị anh ấy bạo hành. Do vậy tuy tiếp xúc nhưng tôi luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh ấy. Tôi không muốn vượt qua giới hạn tình bạn gì rất ngại thị phi. Giờ thì cửa hàng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau nữa, anh ấy cũng đã bỏ theo dõi Instagram của tôi. Ở Việt Nam bạn có yêu quý người nổi tiếng nào không? Tôi mến mộ bác Lại Văn Sâm. Bác Sâm truyện trò rất hay, thâm thúy nhưng vẫn vô cùng vui nhộn và có duyên. Ngoài ra tôi còn yêu quý Trấn Thành nữa, anh ấy là một trong những nghệ sĩ đa tài, hình như ở Việt Nam có rất nhiều người thích anh ấy. Tôi còn yêu quý Hồ Ngọc Hà và Hờ Hen Ni. Chị Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, xuất sắc giang và sắc sảo, còn Hờ Hen Ni thì mẫu truyện cuộc đời của người tiêu dùng ấy quá cảm động. Bạn ấy là một trong những cô nàng chân thật, không màu mè và rất có thể truyền năng lượng tích cực đến cho mỗi người. Cảm ơn Fine Emia vì cuộc truyện trò thú vị này.